Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hút máu của mình là 81.2%. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là mình đây. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của anh chàng Lữ Bố, đặc biệt với một phong cách lên đồ cực kỳ dị. Và phong cách lên đồ này là gì, lát nữa thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải tập trung vào trận đấu này để có thể đối đầu với không biết ai là người đi solo đường tà thần của team bạn đây. Trước tiên thì mình sẽ cần phải lên được level 2 càng sớm càng tốt. Bởi vì khi mà chúng ta đạt được cấp độ 2 thì chúng ta sẽ lợi thế hơn rất là nhiều trong những pha solo. Ngày hôm nay đối đầu với Euron, mình lại sợ bạn quá cơ. Đó, đánh nó mất rất nhiều máu rồi các bạn ơi. Sao, thích gì, ui nó có xíu máu này. Nhưng mà hơi toang của nó level 2. Tồi xong, mình thua Euron bởi mình không có mang bộc phá các bạn ạ. Nếu như mình mang bộc phá là chắc chắn mình có mạng của Euron rồi. Nhưng mà vừa xong thì mình không có mang bộc phá, mình mang cái tốc hành trong trận đấu ngày hôm nay cơ. Chưa gì chết mất một mạng thời điểm đầu game hơi bị căng. Đối đầu với Euron, khả năng hồi phục máu của nó khá là tốt nếu như nó bổ chiêu 2 được chuẩn xác. Ngày hôm nay, thay vì chúng ta hồi máu chủ yếu đến từ trường cuối, thì mình sẽ đem đến cho mọi người một phong cách lên đồ hồi máu cho vị tướng Lữ Bố. Đó là một phong cách lên full trang bị hút máu cho mọi người nha. Lên full trang bị hút máu để xem nó có được hiệu quả hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Những cái trang bị hút máu cho trận đấu ngày hôm nay mình lựa chọn là gì? Trước tiên thì mình xin phép các bạn lên trang bị giày kiên cường đã. Còn bây giờ thì tiếp tục cấu diện nó thôi. Đó, lách được rồi, đánh nhau không? Chán ghê, nó bổ xịt một cái nó chạy luôn các bạn ạ. Mình cứ chờ cho kỹ năng. Ôi, nó gọi chờ vơn, thôi anh ơi. Dã man thật sự luôn. Đã hơn được đối phương một mạng rồi. Đã hơn được mình một mạng rồi mà nó gọi thêm cả triệu vân. Cứ bình tĩnh nha. Mình mà có chiêu cuối thì mình không lo một chút nào đâu. Ngày hôm nay thì mình sẽ đóng trang bị đầu tiên là giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là 3 trang bị kiếm Fenrir các bạn ạ. 3 trang bị kiếm Fenrir này thì nó sẽ giúp cho mình tăng những cái gì? Mỗi trang bị sẽ giúp cho mình tăng thêm 10% hút máu. Đó. Ui, anh em đừng dưới đánh nhau gắt chưa? Bây giờ mình farm xong rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới nha. Hy vọng rằng mình có thể tiếp cận được giao tranh thật là nhanh bởi vì Euron team bạn cũng đã góp mặt rồi. Em tới đây. Nào các bạn ơi, ra ta rồi, cho mình cái ra tay, mình có cả chung của đi rồi. Ngán cái gì đâu. Cứ tìm bạn đâu vào đây. Quất luôn, kích quạt chung của lên quất tôi. Một mạng, hai mạng và mình cũng bốc hơi. Bây giờ mình ăn hai và chết hai các bạn ạ. Team bạn đánh có vẻ khá gắt. Sau 3 trang bị kiếm Fenrir thì mình sẽ có được mỗi trang bị cộng 10% hút máu. Ngoài ra trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lên thêm cả cái cung tà ma cũng được cộng 10% hút máu. Không chỉ thế, mình sẽ lên thêm đó là một trang bị quỷ kiếm. Quỷ kiếm mình sẽ có 25% hút máu. Đây là những cái trang bị trong trận đấu ngày hôm nay mình lựa chọn. Thật ra các bạn đừng áp dụng theo nha, bởi vì lối lên đồ này thì không phải không được chuẩn đâu. Chúng ta sẽ không có xin giáp, chúng ta sẽ có khả năng hút máu là nhiều. Nhưng nếu như team bạn lên giả bởi máu rồi thì mình sẽ mất đi độ hiệu quả hồi máu nha. Hy vọng rằng team bạn không có lên, nhưng mà thường thường gặp Lữ Bố là các bạn sẽ lên rồi. Chứ cũng mình cũng không hy vọng. Không hy vọng nhiều cho lắm. Còn tập này đánh nhau thôi. Vừa xong mình sợ bạn chứ còn tập này solo tay đôi. Nó không dám đánh nhau, mình kích quạt chung cuối chạy luôn, sợ thật. Euron vừa xong mình bật chung cuối chạy mất dép luôn các bạn ạ. Hiện tại thì trong phiên bản Cúp Vinh Quang với lần cần tập bổ sung thứ 2 thì vị tướng Lữ Bố này rất là nhiều bạn có thắc mắc là không biết có sự thay đổi gì không. Thông báo luôn là vị tướng Lữ Bố không hề có sự thay đổi về sức mạnh đâu nha. Các bạn cứ yên tâm vác vị tướng này và leo danh đi. Úi, gặp Triệu Vân kích quạt chiêu cuối là vã thôi chứ ngán cái gì đâu. Nhưng mà thôi em xin lỗi. Đang tính solo Triệu Vân mà tự nhiên Euron ra các bạn ạ. Đuổi em đi, em còn tốc hành mà, đuổi làm sao được. Grug ơi, kéo kéo kéo, Grug ơi kéo.
Hay quá, thịt luôn ta thôi. Bất tử làm gì, đằng nào chả bất tỉnh. Mình xin một mạng. Ngon luôn, 175 vàng. Vừa xong ăn mạng là nhờ cái công sức rất là lớn của Grack nha. Không có Grack thì mình không có bảng thứ 3 đâu. Khi mà mình không có chiêu cuối thì mình vẫn có tả khả năng hút máu được nhiều. Bởi vì mình lên đồ cho trận đấu ngày hôm nay mà. Phao cách lên full hút máu thì trước đây mình cũng đã tạo cho vị tướng Triệu Vân lên được 100% hút máu rồi. Còn không biết là vị tướng Lữ Bố này mình có lên được thành công hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Ron đánh nhau với mình này, chơi luôn. Lại bật chiêu cuối chạy kìa, ghét thật sự luôn. Mỗi lần solo với nhau mà ai ngờ bạn ấy bật chiêu của bạn chạy mất dép luôn kìa. Bây giờ bạn ấy còn không thèm ăn cả chim luôn. Thì mình cứ cấu rỉa một tí thôi. Đó, để xem Ron có dám lên cao hay không. Giờ mình có chiêu cuối rồi. Cứ gì à thôi, cứ có kỹ năng là cứ có chiêu 2 ấy, có tầm là mình sẽ kích hoạt liền thẳng vào Euron. Euron đâu rồi, có chiêu 2 đây rồi. Nào, chạy ra một cái, dùng chiêu 2, cấu rỉa máu tiếp, thốn chưa. Không biết Euron về chưa nhờ, mình đang cố gắng đẩy lính thật là nhanh và sau đó là chúng ta sẽ băng trụ nha. Hay quá, Euron còn xíu máu kia kìa. Vừa sau Euron dính chiêu cuối của John, bây giờ mình sẽ băng trụ luôn. Tiếp cận bằng chiêu thứ nhất, chúng ta chỉ cần áp sát thôi và sau đó là kích quạt chiêu cuối lên vã. Mình xin một mạng là cái tội thích không biến về này, 175 vàng. Thơm quá các bạn ạ. Đấy, nhây nhây ở lại làm cái gì không biết nữa. Tính ra đây một trận đấu rất là cân bằng nha. Khi mà team mình ăn 8 và team bạn ăn 9 thế này. Như các bạn cùng quan sát thì rất là cân bằng luôn. Ơ kìa Elsu ơi, em có tốc ảnh ở đây Elsu ơi. Nhưng mà thôi nha, đang tính chơi Elsu anh ở Triệu Vân chạy ra. Mình có chiêu cuối thì mình mới đánh nhau được với Triệu Vân. Chứ còn không có chiêu cuối rất là khó chơi. Hai Triệu Vân đang ăn rơi quỷ này. Hello bạn cứ ăn thoải mái đi, ai làm cái gì đâu. Đấy, giờ mình sẽ lao vào thịt run Natalia chứ ngán cái gì. Vã luôn. Nhưng mỗi tuần bên cạnh nó có Triệu Vân. Hơi khó khăn các bạn nào, tôi cứ từ từ đã. Mình đang cần sự hỗ trợ đến từ Ngộ Không. Khi mà Ngộ Không farm sắp tới nơi rồi. Ngộ Không ơi, Natalia còn nửa cây máu này, thèm chưa. Ok, Triệu Vân lui đi rồi thì chúng ta sẽ lao thẳng ra đập luôn Nata. Trời ơi, bật tốc ảnh chạy kìa, cay thật. Không sao, chiêu thứ hai của mình tới tầm là có mạng ngay. Thêm cả sự hỗ trợ em có quả có bất tử, lêu lêu. Đấy. Vừa sau Euron không giết được mình, may là mình có quả có bất tử. Căng quá. Team mình ăn 10, team bạn ăn 10 rồi, căng quá, 10-10. Tranh thủ thì mình sẽ ép luôn cái trụ này nha mọi người. Tranh thủ ép luôn này. À, các bạn đang xem clip của mình thì hy vọng rằng các bạn có thể cho mình xin tầm 10 giây. 10 giây này các bạn có thể cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo và nhớ cho mình xin một nút like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ cho mình xin một nút like ấy, bởi vì nút like của các bạn sẽ là niềm động lực rất là lớn lao, giúp mình có thêm động lực sản xuất được ra nhiều clip thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trận đấu ngày hôm nay để mà bắt được chủ lực team bạn là Elsu hơi khó khăn, bởi vì Elsu nó có chiêu cuối mà. Sợ tiếp cận nó một cái tức là nó kích hoạt chiêu cuối nó chạy mất dép. Thôi thì mình cứ đẩy lính lên cao đã. Đẩy đường lên cao. Có quỷ kiếm đây rồi. Khả năng hút máu của mình bắt đầu là rất là lớn nha. Hút máu bắt đầu hút máu rất là nhiều luôn đấy. Anh em ơi chờ mời. Uầy nhìn này. Cái trụ đường giữa team bạn không còn quá nhiều máu cơ. Mình sẽ móc ra đằng sau như thế này. Và sau đó chúng ta băng trụ luôn. Đập luôn lấy được cái trụ. Ngoài ra thì Elsu bốc cười với mình. Đấy, móc ra đằng sau là hợp lý. Hello Triệu Vân. Ui dồi ôi, Triệu Vân chạy nhanh thế. Anh ơi, đứng lại với em. Trời đất ơi, này thì Triệu Vân này không giết nổi các bạn ạ. Nó bật chưa một đợt chạy tít thật sự luôn. Khó để giết được Triệu Vân. Tính ra đánh về late game cũng hơi căng các bạn ạ. Bởi vì team non có Triệu Vân. Đây rồi, đánh nhau luôn đi. Tầm này mình chưa có chiêu cuối nhưng kệ đi. Quất bừa gấu béo Zuka này. Gấu béo này nặng mông mộng năng thế chạy nhanh thế. Triệu Vân này, hello, em tầm này em còn chiêu cuối em không hề ngán đâu. Thịt luôn chứ còn ngán cái gì. Đứng lại, hất tung được rồi. À, nháy đèn với chúng tôi à. Dùng chiêu 2 chuẩn một cái là có mạng chấm dứt. Triệu Vân vừa xong tinh tướng nháy đèn bị gặp ngay Grack gấp chuẩn một cái các bạn ạ. Chả hiểu cái gì, đúng là một tâm chiêu mới. À, có Euron đánh nhau không bạn ơi. Tầm này mình không sợ bạn đâu. Kể cả có băng trụ đi chăng nữa, chơi sâu luôn. Nhưng mà thôi nhầm, em xin lỗi. Ui, đúng thật là chơi sâu mất nhiều máu thật sự. Chơi sâu đau dã man luôn, may là mình rút ra kịp chứ không quả đấy là mình cũng chết trong trụ. Tầm này cũng còn chiêu cuối thế này, cứ la vào cấu rỉa đá. Nhìn đây chiêu 2 chuẩn, ui sổ, tí nữa thì chết luôn. Euron chạy mất dép rồi.
Hiện tại thì Natalia kể cả có giảm hồi máu này thì giảm hồi máu với chúng tôi. Natalia lên giảm hồi máu rồi đấy. Triệu Vân đuổi đi, đuổi đi. Đuổi làm sao được? Mình có chiêu một thế này, mình lại nhảy tiếp. Sao phải giết được mình? Khi mà cái biểu tượng giảm hồi máu rất là khó chịu đến từ hai cây kiếm màu tím tím đan chéo nhau. Đấy là biểu tượng của giảm hồi máu nha. Khi mà mình không gặp cái biểu tượng đấy thì chắc chắn một điều mình hồi máu rất là nhiều. Nhưng sau khi mình gặp xong thì mình sẽ bị giảm đi rất là nhiều khả năng hồi phục máu. Mình nhớ không nhầm là giảm đến 50%. Thay vì tầm chúng ta được hồi 1.000 máu một phát thì chúng ta chỉ hồi được 500 máu một phát thôi. Bây giờ là cần phải dụ được team bạn lên cao cơ. Chứ team bạn bây giờ đánh kiểu ôm thủ như thế này rất là khó chịu. Đúng rồi, thời điểm này là thời điểm thích hợp để mình có thể thịt luôn Natalia. Kể cả có băng trụ đi chăng nữa thì đập luôn. Ui, trụ bắn thốn thế. Đang có Elsu đây này. Dạ dọa một tí thôi. Biết ngay Elsu kích vào trụ cuối chạy mà. Khi mà lên được quá nhiều đồ rồi thì lát nữa mình sẽ cho người xem qua về chỉ số chúng ta đạt được bao nhiêu khả năng hút máu cho trận đấu ngày hôm nay nha. Bao nhiêu phần trăm hút máu. Như các bạn cũng quan sát là khi mà mình không có chiêu cuối thì mình đánh tương mình cũng đã hồi được 500 cho đến 800 máu rồi. Khi mà mình không kích hoạt chiêu cuối đấy. Chả khác gì bây giờ không cần chiêu cuối cũng hồi máu được rất nhiều. Dù tim bạn lên cao đi, sau đó mình sẽ móc ra sau. Bây giờ ra hỗ trợ anh em đứng giữa hợp lý thế này. Em tới đây, đang có Elsu nè. Hello Elsu, kích hoạt chiêu cuối lên. Và sau đó là chúng ta áp sát luôn Elsu cho lên bàn điểm số. Các bạn biết vì sao, lý do gì mình kích hoạt chiêu cuối sớm như vậy không? Mình có lý do cả đấy. Gấu. Hay quá, gấu lên đây. Đúng rồi, cho mình xin bạn của gấu. Thơm thật sự, bây giờ rất là xanh rồi. Natalia, tim bạn còn đang đi lẻ ấy. Khi mà mình kích hoạt chiêu cuối, lập tức cái phù hiệu ma tính của mình nó cũng được bật lên, và sau đó mình sẽ được giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu thứ nhất. Vậy nên là vừa sau mình có thể tiếp cận được Elsu một cách rất là nhanh. Nếu như mình không kích hoạt chiêu cuối thì cái chiêu thứ nhất vừa xong của mình thì nó có thời gian hồi là 4 giây, sợ Elsu nó chạy mất dép luôn. Đấy là lý do tại vì sao mình kích hoạt chiêu cuối sớm. Sắp full đồ rồi, hiện tại thì chỉ số hút máu của mình là 71,2%. Sắp được 100% hút máu rồi nha mọi người. Hiện tại mình vẫn còn đang thiếu mất một trang bị đến từ kiếm Fenrir. Nhưng mình nghĩ là cho trận đấu ngày hôm nay mình không thể lên được tối đa được 100% đâu. Đánh luôn cũng được. Tầm này đánh luôn cũng được, kể cả Euron nhìn này. Hồi máu cứ 600-700. Ui, hồi máu rất nhiều nhưng mà team bạn hơi đông, không cứu được Zata rồi. Xong luôn, Zata chết. Để mình quay lại mình dọa Elsu nha. Chứ mình cũng không đánh bởi vì team bạn hơi đông. Cần phải dọa từng người team bạn lên, là sau đó mình xử lý từng người một. Như là gấu béo đây này. Một với một là mình cân được luôn. Hồi máu, ui, cứ 300. Hồi máu rất nhiều mà không có chiêu cuối các bạn ạ. Các bạn nên nhớ là cung tà ma thì mình không thể kích hoạt được cho lữ bố đâu. Bởi vì khi mà kích hoạt cung tà ma nó chỉ áp dụng cho các vị tướng có khả năng đánh xa thôi. Còn các vị tướng đánh gần kích hoạt cung tà ma nó sẽ không có tác dụng nhá. Mình dụ được Triệu Vân ra đây, nó nói anh em ơi, úp sọt nó. Đúng rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ lựa thời cơ và sau đó lao thẳng vào kích hoạt chiêu cuối lên vã thôi. Triệu Vân bốc ơi, kể cả Euron cũng bốc ơi, trời ơi hồi máu rất nhiều. Áp sát luôn Elsu và xin bạn triple kill, hồi trên 1.000 máu các bạn ạ. Hiện tại team bạn mất 4 người rồi thì còn ngần ngại gì nữa mà chúng ta không kết thúc trận đấu nhở. Team bạn còn một mình Natalia đây này. Hay quá, ngộ không áp sát được rồi, cho mình xin bạn còn Natalia đi. Thơm luôn, cứ tưởng cái mạng đấy là của mình. Hiện tại thì cho mọi người xem qua chỉ số hút máu nha mọi người nha. Hút máu của mình là 81,2%. 81,2% chưa được 100% hút máu nhưng thôi. Như thế này là tuyệt vời rồi. Chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.